Trang ơi, đi học thôi. Ôi, mày cứ đi trước đi, tiết 3 tao mới phải đi. Hôm nay ông Mạnh không phải đi học à? Không, nay nó học chiều. Ok, đi trước đi. Tao đi trước đây nhá. Chị định làm gì em đấy? Ơ kìa, chạy yêu đây. Ơ, Linh à, chị sang mượn em cái luộc. Không thấy em đâu à. Chị đang tìm một chỗ đầu giường ấy. Thằng Mạnh nó đang ngủ, nó nhìn thấy chị nó giật mình nó chạy. Còn xô chị đau hết cả tay nữa. Ôi thế ạ, à, em xin lỗi, à, để em lấy cho. Lược đây ạ, à, lúc nào chị trả em cũng được. Chị cảm ơn nhá. Ơ, thế chị tưởng em đi học rồi sao lại về? Em quên cặp chị ạ. À. Đi học mà quên cặp, cứ như thể là đi cày mà quên cày ấy. Thôi chị đi về nhá. Dạ vâng. Đúng là thằng ngu mà.